viên. Công thức làm bò viên này gồm có 2 kg thịt bò xay từ 4 đến 7% mỡ. Mình cho 4 muỗng canh nước lạnh, 4 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh dầu ăn, 5 muỗng canh bột khoai tây, 2 muỗng cà phê bột nổi, 1 muỗng cà phê muối vơi, 1 muỗng cà phê tiêu và 2 muỗng cà phê bột nêm gà.
ký bò ngay. Rất ngon.